Lau dọn bàn thờ trước hay là sau lễ cúng ông công ông táo? Không lau có bị mất phúc lộc hay không? Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị và các bạn phát tài phát lộc, vạn sự bình an, gia đạo, hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái việc là lau dọn bàn thờ trước hay là sau lễ cúng ông công ông táo. Quý vị thân mến, thờ cúng tổ tiên ông bà là một trong những cái phong tục tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Qua cái việc thờ cúng mà con cháu thể hiện cái tấm lòng hiếu thảo, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với các bậc tiền nhân. Trong mỗi gia đình thì bàn thờ gia tiên chính là cái nơi trang nghiêm, linh thiêng nhất, nên phải luôn giữ sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt là trong cái dịp quan trọng như là Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Cái nơi hương khói thờ cúng phải được sạch sẽ, vừa thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, lại vừa để cầu mong gia tiên phù hộ, năm mới đón nhận được nhiều cái may mắn, tài lộc và thành công. Vào cái dịp cuối năm thì các gia đình tiến hành một cái nghi lễ gọi là việc lau dọn bao sái ban thờ. Thế nhưng nhiều người vẫn còn băn khoăn trước câu hỏi dọn ban thờ trước hay là sau lễ cúng ông công ông táo thì mới đúng. Theo quan niệm của dân gian ấy, ông công ông táo là những người trông coi bếp núc, đất đai, nhà cửa. Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng chạp là ông công ông táo sẽ cưỡi cái chép lên trầu của hoàng, bẩm báo về những cái việc đã xảy ra trong gia đình trong suốt một năm vừa qua. Dân gian cho rằng các vị thần linh đi vắng nên đây sẽ là cái thời điểm thích hợp nhất để gia chủ tiến hành công việc lau dọn bàn thờ mà không kinh phạm đến các vị thần. Vậy đây có thực sự là cái thời điểm thích hợp để lau dọn bàn thờ hay không? Nếu lau dọn bàn thờ trước khi mà cúng ông công ông táo thì có được hay là không? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu xem nên lau ban thờ cuối năm khi nào cho phù hợp, trước hay là sau cái lễ cúng ông công ông táo để được phúc lộc dồi dào, may mắn, bình an. Một là tại sao phải lau dọn và dọn dẹp bàn thờ tỉa chân nhang vào ngày Tết? Kính thưa quý vị, dọn dẹp bàn thờ tỉa chân nhang khi mà Tết đến xuân về đã là một công việc quan trọng nhất thiết phải thực hiện của nhiều gia đình. Cái việc này phải làm một cách là thành kính, cẩn trọng, bởi nó thể hiện cái tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Bàn thờ được dọn dẹp sạch sẽ chẳng những để cho nhà cửa được sạch đẹp, mà quan trọng hơn, đây là nơi cư ngụ của thần linh, ông bà tổ tiên khi mà về ăn Tết, chứng giám cho tấm lòng thành của con cháu và phù hộ cho mọi người trong nhà có một năm mới an khang, hạnh phúc. Cái việc lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang không có nguồn gốc hay là cái sự tích gì xa xưa, mà đơn giản chỉ là cái công việc dọn dẹp bình thường, loại bỏ cái phần thừa thãi của cái chân nhang. Ở đây là cái phần còn lại của nén hương sau khi mà đã cháy hết. Cái việc lau dọn bát hương, tỉa chân nhang sẽ giúp cho bàn thờ được sạch sẽ, tỏ cái tấm lòng thành kính của con cháu. Và tất nhiên ấy, cũng có nhiều cái quan điểm trái ngược trong cái việc là tỉa chân nhang, bởi có người lại cho rằng một bát hương đầy đặn với nhiều chân hương chính là cái chứng tích để thể hiện cái tấm lòng của con cháu với ông bà tổ tiên, với thần linh. Bát hương càng đầy đặn thì càng mang nhiều cái phúc lộc. Song cũng có nhiều người lại có thói quen dọn dẹp ban thờ ngay sau khi mở thắp hương. Họ không để cho bát hương quá đầy mà chú trọng vào bát hương quang đãng để không che mắt của thần linh, tổ tiên, về chứng giám cho tấm lòng thành của gia đình, của con cháu. Ban thờ là cái không gian tâm linh trọng yếu, được xem là cái cầu nối tâm linh mà mọi gia chủ hướng về với chư vị thần linh và tổ tiên, nhằm thể hiện cái sự trân trọng, biết ơn, cũng như là cái tâm niệm hướng về cái nguồn cội. Qua mỗi cái thời gian, mỗi cái lần lên hương thì cái lượng chân hương sẽ đẩy lên so với kích cỡ của bát hương, cộng với cái việc để lâu, bụi bẩn sẽ bị ám, làm cái âm khí nó tăng cao. Vì vậy, cái việc bao sái tỉa chân hương, tỉa chân nhang là cái nghi thức không thể thiếu. Cái việc bao sái ban thờ
chư vị thần Phật, đúng không ạ? Cũng như là gì? Các vị thần linh và gia tiên không chỉ đưa lại cái sự thuận tiện cho việc thờ cúng, mà nó còn thể hiện cái lòng thành kính để giúp cho không gian tâm linh này nó thêm phần gọn gàng sạch sẽ, tăng cái dương khí, giúp cho cái bàn thờ được thêm vượng khí. Nhờ vậy mà nó sẽ giúp cho những cái lời nguyện cầu của chúng ta được thêm phần linh nghiệm hơn. Cầu được ước thấy, cầu gì được nấy, hanh thông thuận lợi. Vậy ta cần lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang trước hay là sau cái lễ cúng ông công ông táo? Thưa quý vị, lau dọn bàn thờ là cái nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp cuối năm. Tùy vào cái điều kiện thờ cúng, văn hóa của từng vùng miền mà mỗi gia tộc hay là mỗi gia đình, chúng ta nên linh hoạt sắp xếp sao cho cái nghi thức này nó được chu toàn. Ở đây chúng ta có thể chia thành hai trường hợp cụ thể như sau. Trường hợp 1, theo dân gian quan niệm, nếu mà chỉ lau bát hương, lau dọn bàn thờ mà không tỉa chân hương, thì chúng ta có thể bao sái làm sạch bát hương trước hoặc là sau lễ cúng ông công ông táo đều được. Trường hợp thứ hai là lau dọn bàn thờ kết hợp với tỉa chân nhang, thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa chân nhang đấy, theo những cái ngày đẹp mà Tử Thông đã cung cấp cùng quý vị và các bạn ở những video trước, chứ không nhất thiết phải đợi đến khi mà sau cái lễ cúng ông công ông táo mới thực hiện được quý vị nhé. Quý vị có thể xem những cái ngày tốt và giờ tốt mà Tử Thông chia sẻ để thực hiện, đúng không ạ? Bên cạnh đó, thờ cúng là cái công việc mà tâm linh, cốt là ở cái tâm và cái tấm lòng thành kính của chúng ta đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Trong trường hợp quý vị không sắp xếp được công việc lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang vào đúng cái ngày 23 tháng chạp ấy, thì quý vị có thể chọn ra 4 ngày đại cát dưới đây mà Tử Thông chia sẻ để quý vị làm cái việc này, cũng sẽ đón được cái vận may lớn, giàu sang phú quý trong cái năm mới. Đầu tiên là quý vị có thể làm vào cái ngày 25 tháng chạp, là ngày Mộ Tuất ấy. Đây là cái ngày tốt để quý vị dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, khiến cho bề trên ưng cái bụng, cầu được ước thấy. Giờ tốt để làm cho ngày Mộ Tuất ngày 25 ấy, thì đó là thứ nhất là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ và giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Tiếp theo là ngày thứ hai là ngày 26 tháng chạp, tức là nó sẽ rơi vào ngày Kỷ Hợi. Nó cũng là một trong những ngày tốt để thực hiện cái việc lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang. Trong ngày này các bạn có thể tiến hành dọn dẹp vào hai cái khung giờ tốt, đó là gì? Từ 7 giờ đến 9 giờ nó là giờ Thìn, 11 đến 13 giờ là giờ Ngọ, và 13 đến 15 giờ là giờ Mùi, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đó là những cái giờ tốt để thực hiện. Quý vị cứ theo dõi trên màn hình nhé, Tử Thông sẽ để những khung giờ tốt này cho quý vị lựa chọn làm việc để cho mọi việc được thuận lợi và hanh thông. Tiếp theo chúng ta còn một ngày nữa là ngày 29. Ngày 29 cũng là một ngày tốt, đúng không ạ? Nó là ngày Nhâm Dần. Đó. Là một ngày hoàng đạo để thực hiện cái việc lau dọn bát hương, tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ cũng như là bốc lại bát hương để chiêu cát khí đón tài lộc cho năm mới. Trong ngày 29 ấy, thì cũng có những khung giờ tốt sau. Thứ nhất là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ và giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Đó là những khung giờ hoàng đạo để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bát hương, tỉa chân nhang hoặc là gì bốc lại bát hương trong cái dịp sau ông công táo. Và cái ngày cuối cùng, ngày 30 tháng 12, tức là ngày 30 Tết ấy, cũng là một trong cái ngày hoàng đạo, nó là ngày Quý Mão, là ngày hoàng đạo cuối cùng để quý vị thực hiện cái công việc giúp gia tăng cái vượng khí, đó, chiêu đón cái tài lộc và giúp cho năm mới được bình an may mắn, tài lộc dồi dào. Và cũng sẽ có 5 khung giờ tốt lành để cho quý vị tiến hành công việc tỉa chân nhang, lau dọn ban thờ hay là gì bốc lại bát hương. Đó là những giờ sau: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ và giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Thì để chọn được cái giờ tốt để cho gia chủ tiến hành công việc thắp hương ấy, thì Tử Thông đã căn cứ vào quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư. Ngày Tốt Toàn Thư thì ở cái phần Hứa Chân Quân Ngọc Học Ký, đó, ở trang 164 ấy, thì quý vị cứ mở cái phần Hứa Chân Quân Ngọc Học Ký để quý vị tìm ra những ngày tốt, đúng không? Và trang 127 là trang về giờ tốt, để quý vị tìm ra những cái khung giờ tốt nhất để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn, đúng không ạ?
quý vị có thể tham khảo thêm cái hứa chôn quân hầu ký trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé, để chọn cho mình những cái ngày tốt và giờ tốt để cho quý vị thực hiện cái nghi thức thờ cúng cũng như là gì, nghi lễ thắp hương dâng hương vào giờ nào, vào ngày nào đẹp nhất. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, để chọn cho mình những ngày lành tháng tốt để làm mọi việc cho được thuận lợi và hành thông. Đó. Thưa quý vị, để thực hiện công việc lau dọn ban thờ tỉa chân nhang, cái việc chọn ngày đẹp để tiến hành là công việc không thể thiếu. Nó sẽ giúp cho quý vị gì chọn được giờ lành tháng tốt, thanh lọc cái không gian thờ cúng, mang đến cho cái ban thờ nhiều cái cát khí và vượng vận hơn. Từ đó mọi cái thỉnh cầu sẽ được trở nên linh ứng ứng nghiệm hơn. Có những lưu ý khi mà lau dọn bàn thờ tỉa chân nhang vào dịp cuối năm mà quý vị cần phải hết sức lưu ý. Việc thứ nhất là đảm bảo ban thờ bát hương đã được an vị trên 100 ngày. Đó. Đối với một số gia đình xây dựng nhà cửa vào cái dịp cuối năm ấy thì đang đẩy nhanh cái tiến độ sao cho kịp cái tiến độ nhập trạch trước Tết, thì cái việc lau dọn bàn thờ cũng cần phải lưu ý đảm bảo ban thờ bát hương đã an vị đủ 100 ngày, bao gồm cả ban thờ gia tiên và ban thờ thần tài thổ địa, ban thờ táo quân. Nếu ban thờ mà chưa an vị đủ 100 ngày ấy, thì gia chủ có thể là thắp hương luôn, hoặc là chỉ việc lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ chứ không cần tỉa chân nhang hoặc là bốc lại bát hương. Chỉ cần dọn dẹp cho bớt bụi chứ không cần phải bao sái lại. Cái việc thứ hai ấy, là chuẩn bị dụng cụ lau dọn. Đấy. Thứ nhất là quý vị gì nên chuẩn bị một cái khăn mới sạch sẽ. Tốt nhất là hãy mua một chiếc khăn mới. Đấy. Dùng riêng trên ban thờ, không dùng chung với các đồ vật khác, để giữ gìn sạch sẽ và cái tính trang nghiêm cho ban thờ. Đấy. Tiếp nữa là gì? Chuẩn bị nước lau dọn bàn thờ. Thì quý vị có thể thỉnh cái chai nước lau dọn bàn thờ Nhất Tâm Hương. Nhất Tâm Hương để lau dọn bàn thờ. Với cái thành phần được làm là từ quế hồi, đúng không ạ? Quế hồi và các thành phần thảo mộc tự nhiên, nó sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng nó được thêm sạch sẽ, trang nghiêm hơn. Đó. Cái nước lau bàn thờ thì nó phải là một cái nước sạch. Đấy. Thì quý vị có thể dùng cái nước bóc xái ban thờ Nhất Tâm Hương này xịt vào trên ban thờ và chúng ta sẽ sử dụng cái khăn này lau, đúng không? Thì ở trong cái chai nước Nhất Tâm Hương này cũng đã được tặng cái khăn lau rồi, nên quý vị cứ thỉnh về và gì? Chúng ta sử dụng luôn mà không cần phải mua thêm cái gì nữa, đúng không ạ? Thì ngoài ra ấy, thì quý vị cũng có thể gì sử dụng cái nước bao xái Nhất Tâm Hương để lau dọn bàn thờ, xịt vào không gian thờ cúng. Cái hương quế, hương hồi nó cũng sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng nó được trang nghiêm hơn, sạch sẽ hơn và được trang trọng hơn. Đó. Cái nước này thì nó sẽ là một cái nước tâm linh, đó, và nó sẽ đạt cái chuẩn. Vì khi mà lau dọn bàn thờ bằng nước lã cũng sẽ không thể hiện được cái tấm lòng thành kính, và đôi khi nó cũng sẽ làm mất đi cái tính linh thiêng đó. Thế nên nếu mà gia chủ chỉ dùng nước trắng để lau dọn bàn thờ thì nên đun sôi để cho nguội, hoặc là còn hơi ấm ấy, đấy, còn hơi ấm để lau, sau đó mới dùng để bao xái ban thờ. Bên cạnh đó, quý vị cũng chuẩn bị cái chậu nhỏ hoặc là một cái tấm vải đỏ để phủ lên cái mặt bàn, hoặc là cái mặt bàn ấy, nên chuẩn bị một cái bàn để sắp cái đồ thờ cúng lên. Đó, cái vật dụng dùng cho thờ cúng ấy, thì phải được dùng riêng nhá. Từ cái khăn phải dùng riêng, cái chậu cũng phải mua chậu riêng chỉ dùng cho việc lau dọn bàn thờ thôi. Tuyệt đối không được dùng đồ cũ dơ bẩn đấy trên bàn thờ. Đó, quý vị nhớ nhá. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương về lau dọn bàn thờ, lau dọn bát hương cho được sạch sẽ, thơm tho, giúp cho gì thần linh gia tiên ngự được lâu hơn và sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó. Thưa quý vị, cái việc thứ ba là quý vị cần phải dâng lễ lên trên bàn thờ. Trước khi bao sái và tỉa chân nhang ấy, thì quý vị cần phải chuẩn bị một cái mâm lễ nhỏ đặt lên trên bàn thờ để trình báo xin phép được tiến hành cái công việc này. Lễ vật đơn giản chứ không cần phải rườm rà để tránh lãng phí và tránh rối rắm. Đấy, tránh rối mắt. Gia chủ nên chuẩn bị hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Trong đó đăng là đèn, thực có nghĩa là trái cây, đấy, trầu cau, đấy, bánh kẹo hoặc là xôi gà, vân vân. Gia chủ cần ăn mặc gọn gàng, kín đáo, rửa sạch tay để làm lễ
và kính cẩn xin phép thần linh ông bà tổ tiên tránh mặt đi để thực hiện cái công việc là dọn dẹp này. Đó. À, sau đây Tử Thông cũng xin gửi đến quý vị và các bạn bài văn khấn để xin phép tiến hành công việc lau dọn bàn thờ như sau. À, quý vị sử dụng quyển văn khấn toàn thư ấy, quý vị mở trang 201. 201 thì có cái bài văn khấn về cái việc là lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang. Đó, bài văn khấn như sau. À, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Tín chủ con tên, cư ngụ tại địa chỉ, hôm nay là ngày, tháng, năm. Xét thấy bản thân mình chưa chu toàn, nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kính cáo với các chư vị tôn thần, đấy, chư vị thần linh gia tiên. À, chọn được ngày lành tháng tốt, hôm nay xin phép tín chủ được sái tịnh, để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh. Kính mong các chư vị tôn thần, thần linh, gia tiên, chứng minh, phù hộ cho gia chủ. Mong các vị độ cho con lau dọn bàn thờ được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia đình được an cư lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành. Nếu có gì si mê lầm lỡ, cúi xin các ngài tha thứ bỏ quá đại xá cho. À, khấn xong, quý vị vái ba vái. Sau khi hương tàn thì mới tiến hành cái việc là bao sái lại bát hương và lau dọn bàn thờ. Cái điều quan trọng nhất là quý vị cần phải giữ cho mình cái sự thành tâm và cái tấm lòng thành kính trong suốt quá trình bao sái hoặc là lau dọn dẹp, tỉa chân nhang. Điều này nó sẽ giúp cho công việc được hoàn thành một cách suôn sẻ như ý. Đó. Thì để tham khảo thêm cái văn khấn ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết Dỗ Chạp, như là cúng 30 Tết, cúng tất niên 30 Tết, cúng giao thừa như thế nào ấy, thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư. Đấy. À, trong này có 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn. Đó, 77 bài văn khấn. Đó, giúp quý vị là thực hiện hầu như đầy đủ tất cả các nghi lễ, nghi thức trong cái việc thờ cúng. Giúp cho quý vị thì có được những lời cầu khấn chuẩn và chính xác nhất. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. À, thưa quý vị, đó là việc thứ ba. Còn việc thứ tư là thực hiện đúng quy trình lau dọn sạch sẽ, tỉa chân nhang. Trước khi mà tiến hành cái việc bao sái, làm sạch bàn thờ, thì chúng ta cũng cần phải ghi nhớ thật kỹ cái vị trí đặt lư hương, vị trí đặt đồ thờ cúng. À, sau đó sắp xếp lại cho đúng, tránh phạm phải những cái điều đại kỵ. Cái việc sắp xếp sai thì nó cũng sẽ khiến cho cái đồ thờ cúng trên bàn thờ nó bị xem là cái điều đại kỵ, xem là sơ suất, ảnh hưởng xấu đến cái vận trình tài lộc của gia chủ. À, quy trình lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang thì chúng ta cũng cần phải chú ý là lau dọn từ trên cao xuống dưới thấp. Đấy. Và tiến hành lau dọn bàn thờ, bài vị thần linh trước rồi mới đến bài vị của gia tiên, tiền tổ và đến bát hương. Bát hương trên bàn thờ là cái nơi giao thoa giữa cõi âm và cõi dương, là cái sợi dây duy trì cái kết nối tâm linh. Đấy. Về nguyên tắc thì bát hương luôn phải được an ổn ở đúng một cái vị trí. Nên khi bao sái thì đôi khi gặp khó khăn, gia chủ có thể dùng một tay giữ bát hương để lau dọn để tránh xê dịch bát hương nếu mà quý vị sợ phạm phải những điều kiêng kỵ. Và cái dịp cuối năm cũng là cái dịp tỉa chân nhang thì quý vị có thể là gì? Lau bát hương cũng phải lau theo quan niệm là lưỡng long chầu nguyệt, lau xung quanh bát hương từ mặt nguyệt đấy, sau đó lau bát hương làm sao mà không bị xê dịch đó. Vậy nên khi bao sái bàn thờ gia tiên thì gia chủ cần phải bao sái bát hương. Đầu tiên trước hết là tiến hành công việc này cần phải cẩn trọng và tỉ mỉ nhá. Công việc này nó cần tiến hành một cách là kính cẩn, kính lễ đấy, và cần phải thành kính. Sau khi thực hiện thì quý vị tuyệt đối không được cười đùa và không được cởi trần hay là gì, làm việc ngắt quãng, cứ đang lau bát hương lại đi làm công việc khác. Nếu mà bát hương quá đầy chân nhang ấy, thì quý vị cũng nên nhẹ nhàng rút chân nhang cho đến khi số chân nhang còn lại đẹp nhất. Thường thì người ta sẽ để lại 3 nén 5 cái chân nhang hoặc 7 hoặc 9 những cái chân nhang. Tốt nhất là nên giữ lại 5 chân nhang, bởi cái số 5 nó tượng trưng cho cái sự cát tường. Nó ứng với số của ngũ hành, ngũ lộc, ngũ phúc, ngũ phương, ngũ thổ, chiêu tài. Đó.
Nếu mà bát hương quá nhiều cho ấy, thì quý vị có thể dùng một chiếc thìa nhỏ để xúc bớt cho ra. Đó. Quý vị cần phải xúc từng thìa một, không nên sốt ruột đấy mà nhấc cả bát hương đổ ra ngoài hoặc là cười đùa một cách bừa bãi. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến là cái tình trạng tán tài tán lộc. Chân nhang sau khi rút ra thì quý vị nên dồn lại và được gói bằng cái tờ giấy sạch, rồi đem cùng với đồ thờ cúng và vàng mã mang đi hóa. Sau đó có thể là vùi vào gốc cây hoặc là đổ xuống sông. Đấy. Nếu mà không đem chân nhang đi hóa thì quý vị hãy chôn xuống dưới đất, chứ tuyệt đối không được vứt bừa bãi vào thùng rác hay là gì, vào những nơi ô uế, tránh cái việc bị tổ tiên hay là thần linh của trách. Trong trường hợp bát hương đã cũ, muốn thay bát hương mới thì quý vị cũng không nên là ném bát hương cũ đi một cách bừa bãi. Quý vị hãy đóng gói cẩn thận và thả xuống sông gửi cho hà bá. Đó. Thưa quý vị, khi mà thay bát hương mới thì quý vị cũng cần phải chú trọng đến cái việc bốc lại bát hương hoặc là bốc lại bát hương cũ ấy. Khi bốc lại bát hương thì quý vị sẽ dùng các vật phẩm như là đầu tiên là gì? Cho nếp, đúng không ạ? Cho nếp. Đấy. Và thứ hai là gì? Cái cốt thất bảo. Đấy. Cốt thất bảo sẽ giúp cho cái bát hương có đầy đủ cái linh khí, giúp cho cái lời nguyện cầu của con cháu được linh ứng hơn. Đó. Và sau đây Tử Thông sẽ hướng dẫn các bạn về quy trình bốc bát hương chuẩn phong thủy, giúp tài lộc ào ào chè vào nhà. Thứ nhất là chuẩn bị. Đó. Chuẩn bị. Thì chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm trước khi bốc bát hương, bao gồm này, có bát hương mới này. Số lượng bát hương thì tùy thuộc vào gia chủ, đúng không ạ? Có thể thờ một bát hoặc là ba bát hương. Một số người thì cũng thờ cúng hai bát hương hoặc là năm bát hương, nếu mà thờ cúng cả bên nội bên ngoại. Cái số lượng nói chung là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của gia chủ. Đấy. Thứ hai là cần phải chuẩn bị, đó là gì? Cho nếp. Cho nếp để bốc lại bát hương. Thứ ba là gì? Cái gói thất bảo. Thì trong cái gói thất bảo thì có một cái tờ cực kỳ quan trọng, đó là cái tờ di hiệu. Cái tờ dị hiệu đấy, cái tờ dị hiệu để bốc lại bát hương. Thì cái tờ dị hiệu thì nó sẽ dùng để ghi cái tên người thờ cúng, đúng không ạ? Cái tờ dị hiệu được sử dụng là ghi tên người hoặc là tên những vị thần mà được thờ, đó. Cái bộ thất bảo của bát hương thì nó sẽ bao gồm là gì? Có đá thạch anh, mã não, san hô đỏ, đúng không ạ? Và có vàng, bạc, đấy. Cùng theo là gì? Kèm theo đó là một cái ngũ vị hương nữa. Đó. Cũng như là các vật dụng cần thiết như là gạo vàng thần tài. Đó. Trước khi thực hiện cái việc thờ cúng tâm linh thì các bạn cần phải nhắc cái tâm mình phải tâm thành. Đấy. Thành tâm niệm Phật để gì? Thân thể được sạch sẽ, ăn mặc tôn nghiêm để thể hiện cái tấm lòng thành kính trước các đấng thần linh và gia tiên. Thứ hai là chúng ta phải tiến hành công việc tẩy uế cho bát hương. Khi mua bát hương mới về thì các bạn cần phải tẩy uế trước khi dùng, đúng không ạ? Nếu mà dùng bát hương cũ thì các bạn cũng nên rửa sạch và tẩy uế. Cách làm rất đơn giản, đầu tiên các bạn sử dụng cái gói ngũ vị hương. Đấy. Quý vị có thể sử dụng cái gói ngũ vị hương ngâm với rượu, hoặc là quý vị có thể rửa sạch và sau đó bao sái bằng cái nước bao sái ban thờ, nước lau dọn ban thờ là cái nước nhất tâm hương. Quý vị có thể xịt cái nước nhất tâm hương vào để bao sái sạch sẽ cho bát hương, để giúp cho bát hương được thơm tho sạch sẽ, giúp cho việc thờ cúng nó được linh nghiệm hơn. Đó. Thì ngoài ra ấy, quý vị cũng thể dùng cái gói ngũ vị hương này, quý vị ngâm với lại 2 lít rượu để gì, sau đó để lắng cạn xuống, sau đó dùng cái phần nước trong ở trên ấy để mà tiến hành lau dọn bát hương, bao sái bát hương và lau dọn một lượt sạch sẽ ban thờ, để giúp cho không gian thờ cúng nó được chỉ trang trọng, thơm tho, sạch sẽ, linh ứng hơn. Và các cụ sẽ về ngự lâu hơn, giúp mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Đó. Thứ ba là trong bát hương thì gồm có những gì? Đúng không? Thì bát hương chúng ta biết ấy, nó gồm có những thứ sau này. Thì trong bát hương ấy, nó gồm có cho cốt ngũ vị hương thì quý vị biết rồi, đúng không? Thì ngoài ra nó có một cái thất bảo. Cái thất bảo là một cái vật phẩm cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng trong bát hương. Nó sẽ giúp lưu giữ cái linh khí, lưu giữ cái lời nguyện cầu, đó. Lưu giữ cái tâm nguyện và giúp cho gia tiên cũng như là thần linh ngự được lâu hơn. Đấy. Từ đó sẽ giúp cho tăng cường cái linh khí, giúp cho cái bát hương nó linh hơn, cầu gì sẽ được đấy.
bên cạnh cái gói thất bảo thì trong bát hương ấy, thì có một cái vật nữa, đó là gì? Cái tờ di hiệu. Cái tờ di hiệu sẽ được tặng kèm theo cái gói thất bảo đó, và sẽ được hướng dẫn cách ghi. Đó, ghi, quý vị có thể ghi chữ đỏ trên giấy vàng để viết tên những người được thờ cúng bằng chữ Hán hoặc bằng chữ tiếng Việt đều được. À, trong trường hợp ghi thờ là một bát hương, cái bát hương của thần linh thổ địa ấy, thì quý vị có thể ghi là gì? Phụng thờ thần linh thổ địa, chư vị tôn thần. Đó, quý vị nhớ nhá, chư vị tôn thần nhá. Tôn thần là tôn thần, không phải chân linh nhá. Một số người ghi là chân linh ấy, thì không đúng. Còn nếu mà thờ vào cái thổ địa ấy, thì thần tài thổ địa, thì quý vị có thể ghi là phụng thờ thần tài thổ địa, chư vị tôn thần. Đấy. Trong trường hợp mà phụng thờ tổ tiên ấy, thì quý vị sẽ ghi là phụng thờ hội đồng gia tiên họ nhà chúng ta, đúng không? Chư vị chân linh. Thì đến gia tiên, đến bà cô ông Mãnh ấy, thì quý vị sẽ ghi là gì? Phụng thờ hội đồng bà cô ông Mãnh, chân linh vị tiền. Đó. Hoặc là gì? Chư vị chân linh cũng được. Trong trường hợp thờ thần tài thì quý vị có thể viết là gì? Phụng thờ thần tài thổ địa, chư vị tôn thần nhé. Đó. Cứ thần là chúng ta sẽ ghi là tôn thần. Còn đâu tổ tiên hoặc là gia tiên hoặc là các vong linh ấy, thì quý vị có thể ghi là chân linh hoặc là gì? Chân linh vị tiền. Đấy. À, trong trường hợp mà thờ táo quân thì quý vị có thể ghi là gì? Phụng thờ đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân. Đó. Trường hợp bát hương thờ nhiều người thì quý vị có thể là gì? Ghi chung hoặc là ghi có thể ghi nhiều tờ di hiệu nhé. Đó là cái tờ di hiệu, một trong những cái thứ mà không thể thiếu trong cái phần là bốc lại bát hương. À, tiếp theo, thứ tư mà Tử Thông muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn, đó là cái gói thất bảo. Cái bộ thất bảo còn gọi là cốt bát hương, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ. Đây, trên này cũng đã có hết rồi. Vàng, bạc, mã não, ngọc trai, san hô đỏ, rồi phỉ thúy, hổ phách, cũng như là gì? Cái đây là những cái vật phẩm tinh túy nhất của bát hương, vì nó giúp chiêu cảm thần thức của các vị thần thánh tiên hiền. Vì nó được làm từ 7 loại đá quý tự nhiên, nên là cái thất bảo ấy, nên cái gói thất bảo ấy, có cái trường năng lượng lớn, nó giúp cho vượng khí, đem lại cái linh ứng cho cái việc thờ cúng. Đồng thời nó còn giúp cho gia chủ gặp được nhiều cái may mắn, thành công và cái tài lộc. Thành công trong kinh doanh, gia đình thì luôn khỏe mạnh và được phù hộ. Cái cốt bát hương phải dùng 7 loại thất bảo, đúng không ạ? Cái thất bảo này này, nó được làm từ đá tự nhiên như là vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai, phỉ thúy. Đó. Hơn nữa, cái bộ thất bảo nó phải được gì? Tẩy uế để khô trước khi mà được sử dụng. À, cái thất bảo này cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái gói thất bảo mang lại cái may mắn tài lộc trong cái việc thờ cúng. À, để vận hành thất bảo thì quý vị nên sử dụng thêm cái một cái gói nữa, đó là gói gạo vàng thần tài. Cái gạo vàng thần tài là cái chất dẫn, nó giống như cam thảo cho đông y ấy. Cái gạo vàng thần tài này nó gì chạy được vào mạch 12 kinh mạch, và cái việc sử dụng gạo vàng thần tài để làm chất dẫn sẽ giúp cho toàn bộ khí trong cái thất bảo nó được lưu thông tốt hơn. Gạo vàng thần tài nó sẽ giúp chiêu tài nạp phúc, còn được xem là cái vật phẩm phong thủy rất may mắn. Nó được chế tác từ cái cát thạch anh, và gì mỗi công đoạn được chế tạo thì đều được vận dụng cái nguyên lý ngũ hành kim mộc thổ thủy hỏa thổ. Tiếp theo ấy là cái cho nếp. Khi mua cho nếp về thì quý vị cần phải sàng lọc kỹ cho mịn đấy, bỏ các loại tạp chất. Đồng thời các bạn sử dụng cái bột ngũ vị hương, ngũ vị hương để quý vị gì rắc vào cái cho nếp đấy, rắc vào cho nếp, trộn lại với nhau, trộn đều lại với nhau. Thì ngoài ra các bạn có thể dùng cho đốt từ cái chấu của cái chấu gạo ấy, vì chấu gạo bọc cái hạt gạo là cái hạt ngọc của trời, nên là nó cũng sẽ mang cái tính thanh sạch và cao quý. Thì cái gói tờ dị hiệu đặt vào cốt bát hương thì cái đây là cái tờ dị hiệu, đúng không ạ? Quý vị có thể gặp ngược lại, đúng không ạ? Tờ 3 như này, sau đó quý vị đổ thất bảo vào, đổ thất bảo vào, quý vị để cái chữ nhé, cái chữ mà chúng ta ghi ấy, nó sẽ gì hiện ra được trước, đó, hiện ra được trước. À, sau đó quý vị gì cho thất bảo vào, cho thất bảo vào, quý vị gặp lại và gặp làm 3 làm 4 theo cho phù hợp. Đấy, sau khi gấp thất bảo xong ấy thì quý vị còn một cái thứ nữa, đó chính là gì? Cái giấy trang kim. Cái giấy trang kim là để bảo vệ thất bảo nó không bị hóa khi mà bát hương nó hóa, đúng không ạ?
Thì quý vị gói thất bảo xong, quý vị sẽ gói vào cái tờ giấy trang kim sao cho vuông vắn, đẹp mắt là được. Đấy. Nói chung ấy, bên trong gói thất bảo thì còn có một cái nữa là cái chỉ ngũ sắc, thì quý vị cũng có thể là gì? Sử dụng cái chỉ ngũ sắc để gì? Dẫn khí nạp tài cho bát hương. Đấy. À, sau đây Tử Thông sẽ tiến hành cái bước là gì? Dùng giấy trang kim để gói, đúng không ạ? Và cái thủ tục này, cái cách bốc bát hương ấy thì cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên quý vị cũng phải tẩy uế sạch sẽ, thì tốt nhất quý vị nên rửa tay, đúng không? bằng rượu gừng đấy, rửa tay bằng rượu gừng cho sạch sẽ thơm tho, rồi bắt đầu là tiến hành bốc bát hương. Hoặc là quý vị có thể cũng có thể dùng cái nước xịt nhất tâm hương này để quý vị gì xịt nhá, đây để quý vị xịt đây, quý vị cũng dùng nước tâm hương để quý vị xịt vào tay này. Xịt vào tay thì cái mùi hương quế hồi nó cũng rất là thơm tho sạch sẽ, nó cũng sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng cũng như là tay chân được tẩy uế sạch sẽ trước khi mở lau dọn bàn thờ, đúng không ạ? À, nói chung khi bốc bàn thờ, khi bốc lại bát hương thì quý vị cần phải là gì, gói thất bảo thật kỹ nhá và gói giấy trang kim vào, đúng không? Sau khi gói được thất bảo rồi ấy, thì quý vị nên đặt ở phía cuối đây, gói thất bảo tròn như này rồi quý vị đặt phía cuối bát hương nhé, ở phía trong cuối cùng bát hương. Tiếp theo là quý vị sử dụng cái gói vàng thần tài, đúng không ạ? Rắc một ít ở dưới bát hương để dẫn khí để nạp tài. Sau đó quý vị cho một cái cho vào, quý vị trộn cho cùng với ngũ vị hương, trộn cho cùng với ngũ vị hương cho đều lên, thì nó tạo nên một mùi thơm rất là dễ chịu để quý vị có thể là gì lau dọn bàn thờ, để quý vị có thể là gì có một cái mùi hương thơm tho sạch sẽ giúp tẩy uế và trừ tà đó. Sau khi bát hương mà đầy bốc đến 1/3 rồi thì quý vị lại tiếp tục rắc một ít gạo vàng thần tài vào nữa. Sau đó là tiếp tục bốc cho vào, cho đầy đến 2/3 bát hương, quý vị lại gì tiếp tục là cho một ít gì gạo vàng thần tài nữa. Sau đó là gì quý vị để cho để đầy bát hương. Sau khi đầy bát hương xong, quý vị nhớ nhé, bát hương ở giữa thì nó sẽ gì, dù nếu mà dùng trầm ở sông ấy, tại vì trong gói thất bảo sẽ có một cái cây trầm, gửi tặng quý vị một cây trầm để quý vị xông. Thì khi mà xông ấy thì quý vị nhớ lưu ý nhé, ở cái chỗ cái vị trí mà đặt cây trầm xông người lên ấy, thì quý vị đặt thật nhiều gạo vàng thần tài vào. Đã. Không thì gì quý vị xông, hoặc là quý vị xông mà gần hết ấy, thì quý vị nên để ý là gì, nên gắp cái cho của cái trầm này ra đó. Hoặc là nếu mà quý vị muốn để cho xông khí được triệt để, thì quý vị có thể là rắc gạo vàng thần tài đầy cái chỗ nhá, đầy cái chỗ mà chúng ta để trầm ấy, để cho nó gì, để cho nó không bị hóa bát hương nhá. Nếu không ấy, thì rất dễ bị hóa bát hương trước khi mà chúng ta dâng bát hương lên bàn thờ, khiến cho gì đôi khi nó bị hóa thì cũng nó cũng là điều tốt. Nhưng mà do là gì, quý vị sẽ bị hóa bát hương thì khi cắm hương lên ấy, cái chân hương nó sẽ bị cháy, nó sẽ bị gãy, bị đổ hương. Đâm là nhiều người kiêng kỵ cái điều này. Vì thế mà là tốt nhất ấy, quý vị nên là rắc một thật nhiều gạo vàng thần tài để gì, để cho cái tiếp xúc giữa cái trầm và cái cho của bát hương ấy, nó không được tiếp xúc với nhau, để tránh tình trạng là bị hóa ngay sau khi mà bốc bát hương nhé. Đó, quý vị lưu ý, các bạn tự bốc bát hương ra tiên kết hợp với đọc văn khấn. Đọc cái văn khấn thì trong cái phần hướng dẫn khi mà mua cốt thất bảo thì Tử Thông cũng đã gửi cho quý vị và các bạn về những cái bài văn khấn, về những ước nguyện cũng như là cái ngũ bộ chú để quý vị gì có thể là gì tự bốc bát hương. Đấy, cái ngũ bộ chú thì đọc như sau này: Ram, Siram, Mani Padme Hum, Kanle Kunde Svaha, Rum. Đấy, thì quý vị có thể là trong cái cốt thất bảo cũng đã có sẵn rồi. Với lại Tử Thông cũng đã gửi cái tài liệu để cho quý vị tự bốc bát hương mà không cần nhờ đến thầy. Đó. Thưa quý vị, tiếp theo là quý vị sau khi bốc xong bát hương, bốc xong cho và bốc hương cho xong, lau sạch bát hương xong thì quý vị tiến hành đặt một cái trầm lên trên đỉnh của bát hương để xông nhá. Đó, để xông. Sau đó gì? Quý vị có thể là đặt bát hương lên bàn thờ gia tiên. Sau khi mà bốc lại bát hương thì những phần còn lại như là chân hương cũ, cho ngũ vị hương còn thừa thì quý vị bọc lại cẩn thận và có thể là gì đi hóa cùng cái đồ vàng mã sau khi mà bốc bát hương. Hoặc là quý vị cũng có thể là mang ra sông, ra suối để cho nó thanh tịnh. Khi đã hoàn tất thì quý vị cần phải thắp hương liên tục trong vòng 100 ngày. Đấy. Duy trì thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết. Nói chung ấy, nếu mà quý vị thắp 3 nén ấy thì quý vị có thể thắp theo cái hình hàng ngang, đúng không ạ?
Còn nếu mà 5 nén thì quý vị thắp cho hình chữ thập. Chữ thập mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị ở trên này nhá. Đấy, quý vị cứ sắp theo đúng thứ tự đấy. Nén 1 cắm đâu, nén 2 cắm đâu, nén 3 cắm đâu, nén 4 cắm đâu, nén 5 cắm đâu, cắm ở đâu. Đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái quy trình bốc lại bát hương. Các bạn hãy thực hiện đúng quy trình, đúng trình tự để không đắc tội với thần linh. Cái việc thực hiện các thủ tục tâm linh theo đúng quy trình ấy, không chỉ tốt về cái mặt phong thủy mà còn thể hiện cái sự chu đáo, cái sự tôn kính của gia chủ đối với bề trên, góp phần mang lại cái cát khí tốt lành cho gia đạo. Và cuối cùng ấy, sau khi đã dọn dẹp bàn thờ, rút chân nhang, thì quý vị nên sắp xếp lại cái đồ vật trên bàn thờ đúng vị trí và bày lễ thắp hương mời thần linh gia tiên về chứng giám cho gia đình. Quý vị thân mến, bên cạnh cái lựa chọn cái thời điểm lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang, thì quý vị cũng nên để lưu ý đến cái quy trình và thực hiện sao cho phù hợp nhất, đảm bảo đúng về mặt tâm linh, chiêu cầu được bình an, cát lành. Cũng hy vọng với những cái chia sẻ trên của Tử Thông cũng sẽ giúp quý vị có thêm phần nào kiến thức để thực hiện những nghi lễ cuối năm được chuẩn chỉ nhất, đem lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho gia đình, giúp cho việc thờ cúng tổ tiên nó được viên mãn, mang lại nhiều cái thành tựu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.